Mấy chú trẻ trẻ mà chưa có vợ gì hết trơn, hoặc là bị vợ bỏ đâu đó, vô đây tu. Trời ơi, có cái thằng đó cũng là làm bên cái ngành cái làm công an quý vị, mà cực khổ lam lũ, rồi bắt đầu kiếm tiền mà có người yêu lúc trước ra Bảo Tháp ở á, rồi kiếm tiền bạc đồ tồi ôi để mong hai đứa sau này làm đám cưới, làm nhiêu đưa tiền cho nhỏ này giữ hết trơn, cuối cùng đưa cho nhỏ này giữ, thời gian nó túm nó đi mất tiêu, đi theo thằng khác. Giống hệt từ cái câu nói mà uổng công xúc tép nuôi cò, đến khi cò lớn có giò cò bay. Ghê chưa? Ôi ơi, bây giờ làm bao nhiêu tiền đưa cho nhỏ này hết trơn, cuối cùng nó túm nó đi theo thằng khác, tự nhiên bị bắn loạn tâm trí, bị điên luôn. Mà trong khi cái hình làm công an đẹp trai phong độ, chỉ biết ngành công an là người ta tuyển là cao ráo lắm, ít gì cũng phải 1m70 trở lên đồ mới người ta mới tiễn, chứ cỡ sáu mấy diện đức là rớt. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà hồi đó hình ảnh đẹp ghê, vậy mà thất tình một cái điên luôn quý vị, ốm nhơm ốm nhách si cà que ba trận luôn, kinh khủng không? Uổng cuộc đời chưa? Nó bởi vì mình mà thấy được cái cơ duyên này là vô đây phục vụ chúng sanh, phục vụ tam bảo. Nếu cuộc đời mình mà có duyên nợ, có vợ đồ thì mình sao mình sống hạnh phúc tốt đẹp. Còn nếu như mà mình thấy bọc pháp này hay mà mình chưa có vợ gì chứ, mình đi tu, mình đi tu mình còn nhìn cả một bầu trời rộng lớn. Còn mình mà không đi tu thì mình nhìn có con vợ. Nó nhìn có con vợ thôi chứ làm sao. Mình nhìn rộng lớn, con vợ mình nó nhát mình chết mồ, nó ngắt mình đó. Thấy không, bây giờ mấy anh em trẻ trẻ đi vô chùa tu, bây giờ ngồi bên đây vì thấy nè, nguyên một cái dàn trẻ quá trời, trẻ không đó. Người ta đi tu bây giờ thấy người ta tự tại thông dong, muốn nhìn ai nhìn có con nào dám nhéo. Còn bây giờ mình ở ngoài đời mà có duyên có nợ phải chịu thôi. Nhưng mà nếu mình chưa có gia đình gì hết trơn, mình có cơ duyên đi tu, mình gặp được Phật pháp, mình gặp cái việc này ý nghĩa, mình cố gắng. Như cái chú mà hồi xưa mà hồi đó mà hút chích, bây giờ quay đầu cơ hội tu được tu luôn, cố gắng. Trời ơi, bây giờ mà nói chứ có một con vợ lo cũng le lử, mà có thêm đứa con nữa thôi cũng mệt mỏi. Thấy mấy anh em đây nhìn mặt mày ai cũng sáng sủa ghê chưa, thấy đẹp trai dễ thương vậy. Hiểu không đó? Rồi mình lại lo cho bao nhiêu người cha người mẹ ngồi đây, ý nghĩa quá trời, thấy chưa? Rồi chùa chiền mình phụ cùng với anh em được, hòa thượng có công xây chùa, còn huynh đệ mình có công giữ chùa, dọn dẹp chùa chiền, Phật tử người ta được ghé ngang cái mặt tâm linh. Những đức nói với vị nghe, nghe vui cũng đi chùa, mà buồn cũng đi chùa, có vợ cũng đi chùa, mà không có vợ cũng đi chùa, có người yêu nữ, có người yêu cũng đi chùa, mà không có người yêu cũng đi chùa. Có nghĩa là con người ta vui buồn gì cũng đi chùa, mà đến khi khổ đau rồi càng muốn đi chùa, khổ đau càng muốn đi chùa, thấy chưa? Nên mới nói rằng là chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh phước gì lớn hơn. Rõ ràng không? Ngôi dạ lam mà hưng thịnh thì phước gì lớn hơn? Mà ngôi dạ lam hưng thịnh là cái gì biết không? Có tu, có giảng pháp, có người niệm Phật giảng sanh là hưng thịnh. Đó, mấy anh em thấy không? Những đức mà lên nói chuyện nói ầm ầm, có quyển sổ gì đâu. Nếu như mấy anh em tu sau này cũng tự tại vậy đó, lên giảng là giảng ầm ầm, không sợ quên gì luôn. Có gì đâu quên, quên đầu này mình bắt đầu nọ, sợ gì quên. Thấy chưa? Quý vị biết những đức mà lúc nào mà giảng pháp mà nó hơi nguôi nguôi mấy cái câu nói á, là bắt đầu những đức làm sao biết không? Cái lúc niệm Phật những đức suy nghĩ ra tiếp tục giảng nữa. Đó. Nên ca sĩ mà lại chùa mình mà hát á, mới vô vậy nè, dạ con mời quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử, chúng con
Con cùng niệm Phật với vị, quý vị cùng niệm Phật với con vài câu. Niệm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không? Vài câu đó thôi nghe, là mình đang dẫn dắt người ta niệm Phật với mình vài câu. Mà mình niệm vài câu đó cho người ta nghe đó nghe. Nhiều đời nhiều kiếp mình giảng pháp cho người ta nghe. Tại vì cái câu niệm của mình là dẫn dắt, nên sau này mình sẽ là người giảng pháp cho đại chúng đó nghe. Không đơn giản đâu. Đó, nên khi mình đi mua đồ gì này kia đó, mình trả tiền người ta, ta thối tiền là. Ví dụ như ngày xưa mình chào người ta, chào chị, cảm ơn. Bây giờ mình dùng cái câu gì? A Di Đà Phật. Có khi họ không hiểu làm nè. Gì? Gì chợ? Nó đâu đến nè. Tự nhiên thối tiền xong cái A Di Đà Phật. Cái gì ạ? Chắc người ở trên xuống quá. Hiểu không? À, tuy là họ nói ở đâu xuống, nhưng mà cái đó là quý vị gieo duyên cho họ đó. Nhớ câu chuyện như Đức kể chưa? Thời xa xưa mà có người này đi vô trong rừng sâu đống củi. Vậy mà con cọp vượt, ông leo lên cây, ông niệm mô Phật. Vậy mà thời gian lâu xa, khi ông đến xuất gia, thì lúc đó chưa gặp Đức Thích Ca Mâu Ni, gặp đệ tử Phật, bậc A-la-hán. Nhìn được 500 kiếp tới, 500 kiếp lùi. Nhưng mà ông trước thời gian đó luôn, bậc A-la-hán nói rằng ông không có duyên với Phật Pháp. Lúc đó Đức Phật về đến, Đức Phật nói có duyên. Trước 500 năm từng leo lên cây niệm câu mô Phật. Đặc biệt chưa? Nên mấy anh chị ca sĩ mà đi lợ một cái chỗ hát bình thường, niệm vài câu Phật hiệu, thôi kệ nó, niệm vài câu cho nó nghe. Phước này nó lớn không tưởng tượng được. Mà nhất là đạo tràng niệm Phật của mình. Mà chỉ cách niệm hay nhất, thí dụ như niệm Nam Mô với Đạo Phật, thì niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Đó, kết cuộc là vậy đó. Niệm ba câu thôi, lên hát ầm ầm, lạ lắm. Trời ơi, đây là kinh nghiệm quý vị. Thấy không? Nó nên á, mỗi một cụ ở đây á, mình được bình yên gì rồi, mình nhớ ơn hòa thượng, nhớ ơn quý thầy, quý chú, quý cô, đại chúng lo cho mình. Các cụ ơi, bây giờ mình phải niệm Phật sanh cực lạc, mình báo ơn được nghe các cụ. Nhớ nghe. Đó. Rồi những đức tính ra nhiều chương trình, mong sao cho các cụ vui. Nhớ, các cụ vui thì các cụ ít bệnh. Vui vẻ niệm Phật để mình quyết chí mình về cực lạc gặp nhau. À, chúng ta được thân người này, Đức Phật nói khó được gặp Phật Pháp và cũng khó được. Nhưng hôm nay mình có thân người và gặp được Phật Pháp, quý vị. Nên cảm ơn ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Giờ Phật thì nhập Niết Bàn, Kinh giáo thì còn tại thế, và Tăng thì hiện tại chúng ta đang ở đây. Mình tu tập nhờ hòa thượng xây chùa, mà mình có được cái chỗ này mình tu tập, nên chúng ta thành kính cảm ơn hòa thượng. Và mỗi người chúng ta mỗi ngày tu tập đều đem cái công đức hồi hướng cầu an, nguyện cầu cho hòa thượng có sức khỏe. Thì nhờ hòa thượng chủ ở nơi này, chúng ta mới bình yên, để nương vào cái đức hòa thượng để mình tu tập được bình yên. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên hôm nay những đức tổ chức chương trình Du Lan. Du Lan giống như để tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ đã sinh mình, nuôi mình khôn lớn, và cũng tưởng nhớ đến cái ơn thầy tổ đã dạy mình. Nên cái giáo pháp Đức Phật phải nhờ có tăng bảo để hoằng truyền. Nên mình cảm ơn tất cả quý thầy đã dạy mình, nên mình biết Phật Pháp.
mình biết tu hành, sửa đổi lỗi lầm, hướng thiện. Nên ngày Du Lan là cái ngày báo ơn, đền ơn quý vị. Quý vị biết rằng là mỗi năm cái tháng 7 mà mình tụng một cuốn kinh Du Lan, nhiều người khi mình tụng tự nhiên mình rơi nước mắt. Tự nhiên người con mà còn cha còn mẹ thì mình muốn mình gặp cha mẹ mình liền. Còn cái người con mà mất cha mất mẹ, trong lòng mình cảm thấy mình ước ao gì cha mẹ mình còn sống, hoặc là mình phải làm điều gì đó để mà tu tập hồi hướng cho cha mẹ của mình. Nên cái cuốn kinh Du Lan khi mình tụng đến nó cảm động dữ lắm quý vị. Bữa nay bên hộ pháp những đức cho tụng cuốn kinh Du Lan tối hôm nay nè. Mình thì bắt đầu thứ sáu là ngay ngày 17 ngày âm lịch đó, ngay thứ sáu. Bữa nay thứ tư rồi, mai năm thì mốt là thứ sáu, là buổi sáng sớm là Phật tử người ta về cũng đông bên chùa mới đó. Chúng ta sẽ tụng một cuốn kinh Du Lan, xong rồi mình lễ Phật 45 phút trước thời gian như Đức nói chuyện một chút, xong mình tụng cuốn kinh Du Lan, xong mình lễ Phật 45 phút. Thì nhiều vị cộng tu ở đây hay các cụ, mình muốn qua đó mình tụng thì sát bên chùa mới nè, mình qua mình tụng cuốn kinh Du Lan rồi mình lễ Phật để mình đem cái công đức đó mình hồi hướng, mình cầu an cho cha mẹ mình khi còn sống, hay cầu siêu cho ông bà cha mẹ của mình đã chết trong đời này nhiều đời nhiều kiếp. Đó, bắt đầu là nguyên một ngày những đức sẽ hướng dẫn Phật pháp tu tập ở bên đó, ở bên chùa mới cái bên. Thì tất cả các cụ và đại chúng ở đây, các cụ được qua bên đó dự chung á cả ngày đó, rồi xong bữa sau là ngày 18 nằm thứ bảy nha. Thì sáng sớm mình ở đây, ngay đây nè, mình sẽ tụng nguyên một cuốn kinh Du Lan trước thời gian thì Đức nói chuyện chút, rồi xong mình tụng nguyên cuốn kinh Du Lan rồi mình lễ Phật, mình lễ Phật một thờ 45 phút thôi. Rồi nguyên ngày đó mình tu ở đây ba thờ chia sẻ Phật pháp, rồi buổi tối á là mình ra nhà tôn cái thờ buổi tối, là ngay ngày 18 tháng 7 âm lịch đó, ngày thứ bảy. Rồi ngày 19 tháng 7 âm lịch là ngay chủ nhật, là bên hộ pháp thờ khóa của Iran vậy luôn. Nghĩa là ba ngày mình tổ chức Du Lan là Phật tử khắp nơi người ta về. Đó là chương trình như vậy. Còn hôm nay là những đức tổ chức Du Lan cho đại chúng trong chùa, vì mình nghĩ rằng ba ngày đó chúng trong chùa mình sẽ nhiều người làm việc lắm, rồi lo cho Phật tử người ta về người ta tu, nhiều cụ cũng việc này việc kia việc nọ cũng phải lo. Nên những đức tổ chức vậy đó, để cho chúng của mình được có cái mùa Du Lan mà các cụ thấy cũng ấm áp. Rồi quý thầy quý chú hồi nãy cũng đeo hoa cho các cụ đều hết trơn rồi, đúng không các cụ? Những đức cho đeo trước gì nè, hay. Chứ nếu xong chương trình hết trơn mà đeo nó lâu dữ lắm. Bữa nay á, những đức nói chuyện một chút xong mời Kim Tho rồi Phú Quý, hai vị ca sĩ này hát. Bây giờ hai vị này cũng như là hát chiên cho chùa mình luôn. cũng hiếm quý vị, những người ca sĩ mà vô chùa ở luôn 3 ngày, bữa nay là ngày thứ 3, vừa tu tập buổi sáng thức dậy lên tu được, rồi xong rồi hát được cho các cụ mình nghe, thì cũng nghe mình giảng pháp đồ nên cũng gần gũi vui vẻ. Bữa nay khi nhà Đức nói chuyện xong sẽ có 3 bài hát, hát cho đại chúng mình nghe. Bài đầu là Vu Lan Nhớ Mẹ, trình bày là Kim Tho,
Rồi bài thứ hai là trở về cát bụi, trình bày là phú quý. Rồi bài thứ ba là mừng tuổi mẹ, kim tho và phú quý song ca. Chương trình bữa nay là gì? Nên chùa mình rất nhiều người già, những huynh đệ, những đức với các chú cư sĩ, các cô. Mình dù là mình xa gia đình, xa cha, xa mẹ mình, nhưng mà cái thân này cha mẹ mình cho mình, mà mình dùng cái thân này để mình sống những ngày tháng có ý nghĩa, mình làm những việc làm này có ý nghĩa. Thì dù là cha mẹ mình chưa có duyên đi vô chùa, nhưng mà mình làm việc này cũng như là mình đang báo hiếu cho cha mẹ mình. Những đức tin 100% là mỗi một người làm cha làm mẹ đều mong khi con mình khôn lớn phải làm một việc gì đó ý nghĩa trong cuộc đời, quý vị. Chắc chắn rằng là mình khi mình thấy con mình trưởng thành mà làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời là bản thân chúng ta làm cha làm mẹ mình mừng dữ lắm. Mừng còn hơn là cho vàng bạc châu báu. Bây giờ cho của cải vật chất nhiều mà nhìn thấy con mình hư, hút chích xì ke ma tí, thì tự nhiên bản thân mình làm cha làm mẹ cũng đâu có vui đâu, quý vị. Nhưng mà bây giờ tất cả quý thầy, quý chú, quý cô còn trẻ trong chùa mình đây nè, ở đây mà phục vụ đại chúng, lo lắng chùa chiền, rồi mỗi người mỗi tay chân chung tay để mà mình xây dựng ở nơi này trở thành tốt đẹp một cái đạo tràng tịnh độ tu hành. Mà nhiều người giờ người ta về đây người ta tu. Nhưng đức nói rằng việc làm này ý nghĩa lớn dữ lắm. Nên việc làm này là mình đang hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống và cầu siêu cho cha mẹ mình đã chết. Còn quý Phật tử mà mình đi về đây mình cộng tu, quý vị, mình nhiệt tình hết mình, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Nhất là trong cái tháng 7 này nè, quý vị, tại vì xá tội vong nhân nên bản thân mình, mỗi người làm con mình đều có ông bà cha mẹ. Mà Nhân Đức từng nói rằng bây giờ nhiều khi ông bà cha mẹ mình còn đang đọa lạc khổ đau nữa trong cái cảnh giới tam đồ ác đạo, mà mình mà bây giờ mình tu tập mình hồi hướng cho họ thì quý dữ lắm. Ví dụ như còn sống chia cho nhau cơm ăn áo bận, có gì lo lắng cho nhau một chút. Chứ khi chết rồi thì bây giờ quý vị coi, đốt giấy tiền vàng bạc đồ đi chăng nữa thì nó cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Bây giờ lục đạo luân hồi còn cõi người cõi chờ tốt đẹp, vì sao chúng ta không tu tập hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình sanh đến cái cảnh giới tốt đẹp đi, mà mình mỗi năm mình cứ đốt giấy tiền vàng bạc mình xả xuống đó, mình kêu là ông bà ở dưới đó chơi đi, ở dưới âm phủ chơi đi, thì cái hành động này nó thật sự nó không hiểu, quý vị. Nếu như mình hiểu là mình tu tập mình hồi hướng, mình cầu cho ông bà cha mẹ mình siêu thoát đi, được làm người hoặc sanh cõi trời cũng ngon, hiểu không? Hoặc là sanh cực lạc thì tôi nói chi nữa. Đó. Nên cái người Phật tử biết tu hành, mình nhất định mình sẽ không có đốt giấy tiền vàng bạc mỗi năm nữa đâu. Đốt nhiều chứ. Từ khi cái người ta không biết tu, người ta mới đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà. Mà bây giờ có nhiều người ta còn đốt con gái nữa bằng giấy. Để làm chi? Xả chứ đó, đang làm người hầu, quét nhà nấu cơm, thấy chưa? Nên từ nơi đó cái việc làm này nó không có lợi ích gì đâu, quý vị à. Thà vì dùng tiền nó bị cúng dường tam bảo, mua gạo cho người nghèo, vì làm điều thiện như vậy nó còn có ý nghĩa hơn. Nên hồi sáng á, Nhân Đức nói một câu gì nè: Phật tử mà ta đi vô chùa mình mà người ta toàn là Phật tử chuyên tu không à. Nhân Đức nói với quý vị nghe chứ, như hồi trưa Nhân Đức ngồi cái nhà ăn ăn cơm đây nè, mà Nhân Đức thấy khách hành hương gì đi nhiều, đừng có nói, họ lạng đầu này họ lạng đầu kia, họ hỏi gì chỗ nào ăn cơm, mà mình quan sát rõ ràng họ vô chùa mà có khi họ chưa vô chánh điện lại Phật ba lại nữa, là họ xẹt vô là nhảy xuống xe là đi kiếm chỗ ăn, thấy không? Thì dù cho 10.000 người đi chùa vậy cũng không bằng 10 người đến chùa tu 100%.
100% quý vị luôn á. Đó, 10.000 người mà đi chùa vậy cũng không bằng là 10 người đi vô chùa tu nữa. Nên hòa thượng ngày xây một cái ngôi Dạ Lam gì, chúng sanh khách hành hương cũng được kết duyên, mà đặc biệt là ở nơi đây toàn là những người niệm Phật chuyên tu. Đây mới là ý nghĩa quý vị. Nên những đức nói với các anh chị ca sĩ mà hát cho những người tu này nè, mà họ nghe là công đức lớn. Tại vì sao? Vì quý vị hát cho những người này nghe là những người này sẽ một đời này niệm Phật đi làm Phật, đúng không? Niệm Phật đi làm Phật là mình hát cho Phật nghe. Dù như chúng sanh trong lục đạo luân hồi còn quên nhau nghe, còn mình mà về cực lạc là mình không bao giờ quên ơn bội nghĩa. Chúng ta còn ở cõi này nè, thương cỡ nào thương với quên ơn bội nghĩa. Quên ơn bội nghĩa. Khi chết xong rồi là không có còn biết cha mẹ con cháu gì nữa đâu. Nên ở cõi lục đạo luân hồi mà chết xong là mình mê liền, quên ơn bội nghĩa liền. Nhưng mà mình muốn nhớ ơn đền ơn là phải sanh về cực lạc. Ở cái cõi này nhớ ơn đền ơn chỉ là cái thờ cuộc còn sống thôi. Còn khi chết mà không giảng sanh là chắc chắn quên nhau liền. Có khi nó trở thành quán thù của nhau, quên ơn bội nghĩa liền. Đó. Nên mỗi một người mình phải chân thật niệm Phật. Cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Mỗi ngày mình làm những gì bận bịu nhưng phải nhớ niệm Phật. Nhớ nghe cái này, những đức nhắc hoài luôn. Có cô kia nói tổ thầy vậy đâu, thầy siêng ghê, thầy cứ nhắc niệm Phật hoài, nhắc lần ta nhớ, nhắc hoài. Những đức nói nhắc hoài mà còn quên, nhắc hoài mà còn quên. Nhắc, người ta nhớ rồi thì mình nhắc nữa để cho mình nhớ. Biết đâu mình quên thì sao? Nên mình nhắc hoài để mình nhớ. Vậy đó. Nên chúng chùa mình không mà đông gì đó quý vị đó. Từ nơi đó mà cái hoàn cảnh hòa thượng ngày xây dựng ra gì mà chứa nổi. Chứ mà chánh điện nhỏ nhỏ chịu thua. Chùa mình toàn là chánh điện bự không mà không có chỗ ngồi. Còn cái nhà văn hóa này thì quá to rồi đó. Nên từ nơi đó mà tâm lượng lớn phước báo lớn. Thì tâm lượng hòa thượng lớn thì phước báo hòa thượng lớn, hoàn cảnh này lớn. Mà hoàn cảnh này lớn thì con người ta mới về đây có chỗ ở, chỗ ngồi để tu. Còn nếu như mà tâm lượng mình nhỏ là phước báo mình nhỏ, hoàn cảnh mình nhỏ. Thấy không? Nên mỗi một con người mình tu tập làm sao mở cái tâm lượng mình rộng lớn ra. Cái này là cái quan trọng. Thí dụ như bữa nay những đức qua đây rồi rủ mấy anh chị ca sĩ qua đây hát cho cụ nghe được, rồi nói chuyện chút cho các cụ nghe, nó cảm thấy nó ấm áp cõi lòng lắm. Chứ nếu không mà tổ chức chương trình á, mấy bà cụ bà đi làm việc này việc kia, bà nói tờ ơ đi vô chùa gì đâu mà tôi thấy, tổ chức du lan gì đâu mà tổ chức người ta không, chớ hề nghĩ đến tôi. Không phải đợi đơn giản ta trách đó nghe. Bởi vì cái gì mình cũng lo tới cái người bên cạnh mình trước, rồi mình lo cho người ta không có nói mình được. Phải nhớ nên á, Du Lan là những đức tổ chức ba chùa, bữa nay là bên thứ ba nè. Từ thứ hai, thứ ba, thứ tư là ba chùa tổ chức trước. Rồi cài hoa, cài gì là các cụ cài hết trơn rồi đó. Để dành cái miếng bông sen đó luôn nghe các cụ. Mỗi lần lên nghe pháp cài vô, nhìn cũng đẹp quá trời. Đó. Nên á mà mai mốt mà Kim Tho Phú Quý đồ mà tập hát mấy bài ca cổ thêm á, ca cổ thêm. Tại vì sao? Cái nhiều bà già phái nghe ca cổ. Ca cổ mà giọng miền Tây đồ ha, hơi dài đồ chút xíu á, mê mấy bà già mê. Mà gặp ca mùi mùi, ca mùi mùi ca một chút là bà ngồi bà làm nè. Đâu. Hiểu không? Con người ta quý vị biết làm như là con người mình nó dễ khóc quý vị. Không mà mình công nhận anh chị ca sĩ công nhận hay. Muốn khóc khóc, muốn cười cười.
Hay ghê, nghề nghiệp. Bây giờ mà Nhân Đức mà kêu, bị kêu Nhân Đức khóc đi, khó lắm, nó khóc được đâu. Đấm Nhân Đức cũng khóc. Mà vậy mà anh chị ca sĩ mà ta lên ta diễn cái là khóc liền, diễn cái khóc. Một chút mà lên hát cái bài hát mà mừng tuổi mẹ có chừng khóc bây giờ. Thấy chưa? Giống như là họ cuộn cái bịch nước mắt kế bên. Lúc nào khóc chỉ cần lấy cái kim đâm nhẹ vô bịch nó chảy nước kìa. Hồi hồi xưa mà, hồi xưa mà mỗi lần Minh Dương Lệ Thủy mà đóng mà Tô Ánh Nguyệt rồi đó, mấy bà già trò ô dứ bà ngồi bà coi bà làm nè. Thôi, ủa bà đi coi cái lương sao bà khóc với bà cụ, hay quá trời hay, mà thấy tội nghiệp quá, khóc, nghe không? Nên á, mấy bà cụ già mà mình hát cái lương đồ, hát mấy bài nhạc như là Phú Quý Kim Tho đồ hát, mấy bà cũng thích. Cái âm điệu nó chắc, nó rõ ràng, dễ nghe, câu nào ra câu nấy à. Còn mấy bà già mà mình lên mà mình hát nhạc mà sập sình thật sình sập sình, mấy bà già phải giật một chút tại bà nào bà đấy. Trời ơi nguy hiểm dữ lắm à. Không quý vị, mà trước chánh điện thì mình không có nên hát mấy bài nhạc sơm quá, nghe không? Nhưng mà dụ nhà ăn gì đâu đó mà cũng hát một cái bài nhạc mà có nhạc một chút, mấy bà già chùa mình chứ cũng mấy bà cũng hứng lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. Bữa đó bên kia các cụ mà ca sĩ lên hát á, có vài bà cụ mình mới lên tò, bà múa cái điệu gì mà bà làm gì này các cụ. Ôi ôi, bà lên gói bà cho giỏ rồi bà lấy tay bà quýnh vỏ gắn nó làm đủ trò. Ôi mà khi đưa lên cái trang mình một cái nghe, người ta coi người ta nói công nhận mấy bà già trong chùa gì đâu mà sức sống gì đâu mà vô lượng. À, 70 mấy 80 tuổi mà vậy đó, người thấy không? Rõ ràng là cái tích cực sống của người ta đặc biệt ghê. Bữa đó những đức qua gặp Hòa Thượng, mà Hòa Thượng mình bữa nay ngài hảo tướng đẹp lắm nghe quý vị, 82 tuổi mà nhìn ngài đẹp. Những đức ngồi kế bên, những đức nói nè: Hòa Thượng, bây hởm gương mặt Hòa Thượng có cái thẹo này lành luôn Hòa Thượng. Hòa Thượng nói: Ồ vậy hả? Nó Hòa Thượng này hồng hào đẹp quá trời. Hòa Thượng nói: Tôi bây hởm giờ biết làm sao, cứ là không có ăn cơm nhiều, ăn cháo không, chứ buổi ăn thêm củ bái lan rồi vậy đó mà không có đói, mà sao nó vui dữ lắm. Đấy. Thấy không? Ông mà không, những đức nói rõ ràng quý vị, xây chùa chiền mà bây giờ người ta tu tập đông gì, vì cái phước Hòa Thượng lớn. Nên mình nói rằng là cho 82 tuổi mà xác diện như Hòa Thượng mình là ý, có nghĩa là ít kiếm người được như Hòa Thượng mình. Ít. Quý vị biết rằng con người mình khi mà phước mình tăng á, là con người mình càng ngày nó càng đẹp. Thí dụ như những đức mà cách nay mà 7-8 năm về trước, quý vị nhìn những đức như con ma vậy. Mình không biết con ma làm sao, mà nghe nói ma là thấy ghê thì mình nghĩ là mình giống như ma là xấu đi. Hô tờ hô gì đâu mà. Không mà nó cũng có cái đặc sắc như quý vị. Mỗi lần mà nói chuyện nguôi nguôi mà mình loi hô mình ra cái là người ta cười. Nè, có bà cô kia bà ngồi tú cái dưới bà nói một câu nè: Tờ ơi, ngồi ở dưới cái nhông cổ coi thầy giảng mà nhìn thấy sao cái hàm răng trắng tư mà không thấy cái mặt mày gì chứ. Nghe nói mình nghe bà nói một cái mà mình thấy mê thiệt, thấy không? Nên từ nơi đó mà cách nay 6-7 năm trước á, nhìn mặt kỳ cục lắm. Bây giờ là coi được rồi đó, giờ là đỡ hồi đó dữ lắm rồi đó nghe. Nó cũng xấu mà nó đỡ hơn ngày xưa đó các cụ ơi, thấy không? Nó nghĩa là mình tu từ từ á, nó càng ngày càng coi được thì mình nói mạnh dạn. Chứ tờ mà tu mà 10 mấy năm nay mà nó còn xấu hơn ngày xưa mới vô chùa nữa thôi, khỏi nói luôn. Nó thấy không?
Nên từ nơi đó mà Nhật Đức nhìn xuống các cụ trong chùa mình á, thấy ai cũng sáng sủa. Hồi sáng là đừng có sủa. Người miền Tây nói chuyện ưa thêm câu thồng: sáng sủa, đen thui. Đen được còn thui nữa. Đã ta đen rồi mà còn thui ta nữa. Còn trắng, trắng là được rồi, trắng xác. Còn có những nơi dùng cái câu đen thùi lùi. Đen còn thùi lùi nữa, nghe thấy ghê không? Nó còn đỏ thì đỏ quét, đỏ thôi, đỏ quét. Đúng là văn tự Việt Nam nói chứ, học văn tự Việt Nam khó học quý vị, tại vì nó đa nghĩa quá. Nên từ nơi đó mà mỗi dùng mỗi khác. Hồi đó mà như Đức mới nói chuyện Phật pháp á, dùng những cái văn tự mà nhiều người ta nghe ta không hiểu, không hiểu mình nói cái câu đó câu gì đó. Nên từ nơi đó mà người ta nghe từ từ rồi người ta mới hiểu. Nhất là cái nhà này nó rộng nè, các cụ ở dưới Nhật Đức nói chuyện các cụ nghe không các cụ? À, vậy là mấy bà cũng nghe. Cái nhà này hơi khó nghe, vì sao biết không? Nó vang, đúng không? Nhưng mà nói chuyện chút nó quen nghe. Ví dụ như mà anh chị ca sĩ lên hát, cái hát bình thường đi, đừng có thấy nó vang vang cái mình nương nương nó, mình lên mình cứ la thí la đại mình là ngon à. Hồi đó Nhật Đức mới qua đây giảng á, nghe giảng có được, mình cứ nghĩ mình nói nhẹ nhẹ để đừng có vang, nhưng mà không ngờ mình nói nhỏ người ta không nghe luôn. Nên mình nó vang kệ, nó bị cứ la đại la làng, nó bị nói chuyện lớn lên đi là tự nhiên người ta nghe. Nó nên á, Nhật Đức qua đây giờ Nhật Đức giảng với quen rồi, Nhật Đức cứ lên Nhật Đức nói quá trời luôn, ở dưới ai nghe không nghe thôi. Hiểu không? Cái cảm giác quý vị, cái cảm giác mình nói mà mình thấy thích thú, dù bây giờ ở dưới người ta không nghe, người ta nhìn người ta cũng thấy không biết nói cái gì. Có cái bà già kia nghe, có bà cụ trong chùa mình, bà nói một câu mà đúng là thấy tội nghiệp ghê. Bà nói bữa nào thứ năm á cũng tranh thủ qua ngồi vô cái nhà, lúc trước lo kia kìa, cái lo kia chưa thay cái bộ lo này, vô không có nghe được câu nào hết á, mà bữa nào cũng tranh thủ vô ngồi. Hỏi chi ạ? À? Vì là giảng xong rồi có một cái bánh. Nói câu, nói câu tội nghiệp ghê thiệt chứ. Nên từ nơi đó mà có nhiều bà già quá chân thật lắm quý vị, kiểu như mà cái lo đó nói mà không nghe câu nào chứ nghe. Mà một là bà quý mình, bà thích á, lên á, mình ngồi mình nói chuyện quơ tay quơ chân, bà cứ ngồi vậy đó. Nà, rồi xong cuối cùng tặng thêm cái bánh. Mà Nhật Đức nghe từ cái bà già đó nói mà Nhật Đức mua bánh luôn quý vị, mua bánh luôn á. À, mỗi lần cái chia sẻ Phật pháp xong là tặng cái bánh hộp sữa. Người già quý vị à, khi họ già rồi họ như nít vậy đó, nhớ họ như nít vậy đó. Khi mình thương họ, mình lo lắng cho họ, mình giúp cho họ vui là họ thích mình à. Người già là họ vậy đó. À, rồi mình đi đâu xa mình mua cho họ miếng đồ ăn. Nên con cái thương cha thương mẹ đó, khi mình đi đâu xa mình mua một cái bánh gì mình đem về cho cha mẹ của mình. À, nhớ nghe. Rồi mua một cái khăn hay mua một món quà gì đó, quý vị nhớ nè. Muốn dạy cho ông bà cha mẹ mình niệm Phật được á, là phải đi từ con đường đó đó. Đi đâu mua một cái bánh đem về, mua một món quà đem về, rồi bắt đầu họ thích mình. Khi họ thích mình rồi, bắt đầu mình mới dạy họ niệm Phật. Nhớ đó nghe. Đó, tất cả những người làm con khắp nơi nơi nhớ cái cách này đó. Chứ nếu như mà không có cảm tình là không bao giờ dạy niệm Phật được đâu. Vì thấy Nhật Đức nói chuyện có bà cụ nào mà bà đi đâu mà bà bỏ ra ngoài đâu. Tại vì sao? Bà thích Nhật Đức. Nó giống như chiều nay thuyết pháp thì hồi sáng, hồi chiều chưa mua bánh kem cho ăn. Trời ơi, gieo cái duyên quý vị. Nên Phật nói là bố thí nhiếp. Nên từ cái tâm đó đó mình đến với nhau quý vị à. Nên mỗi một con người làm con mình á, cha mẹ còn sống hay đã mất, mỗi người mình nên tập niệm Phật, tập tu, tập làm thiện, nghĩ những điều tốt, làm những điều tốt. Mình đem cái công đức này hồi hướng, cầu an cho cha mẹ của mình và cầu siêu cho cha mẹ của mình, ông bà của mình.
Từ cái tâm người làm con mà như vậy là quý vị đang bồi cái gốc phước báo của quý vị. Rồi mình có duyên mình được vô chùa, mình ở tu mấy ngày này nè, mình cứ chăng thật mình lo niệm Phật. Những đức nói thiệt nha, một ngày quý vị kiếm tiền rất nhiều. Hòa thượng Diệu Liên ngày nói một câu, Hòa thượng Diệu Liên là ngài ở bên Đài Loan, chùa ngài lớn dữ lắm. Mà lúc ngài còn tại thế nghe, hình như Hòa thượng Diệu Liên ngài cũng niệm Phật, mà ngài tu Bát Chu Tam Muội, là cái pháp tu đó gọi là treo hai tay, cuột hai tay mình, giống như treo mình lên vậy. Mà trong mấy chục ngày đứng không, không ngủ, kinh vậy đó. Mà ngài nói một câu gì nè, dù một ngày bạn kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng không bằng bạn vào đạo tràng niệm Phật 5 phút. Hòa thượng Diệu Liên ngài nói như vậy. Ngài nói rằng là một bên là phước thế gian, bạn tạo tiền là phước thế gian, một bên là niệm Phật công đức xuất thế gian. Không thể nào lấy phước thế gian mà so sánh với cái công đức xuất thế gian được. Nó nên gia đình của Kim Tho mà vô đây tu 3 ngày vì nghĩ đi, đặc biệt lắm á. Tại vì sao mình vô đạo tràng mình niệm Phật đông người gì, mình ở nhà mình tu mình thắp lên một ngọn đèn, nhưng mà mình đi vô cái đạo tràng này nó đông gì nè, là mỗi người một ngọn đèn, một ngọn đèn của mình thì làm sao mà nó có thể mà phá tan được bóng tối. Nhưng mà nhiều ngọn đèn nhập lại thì bóng tối vô minh tan biến. Nên từ nơi đó mà đông người, nên Phật có nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Nên mình đi vô cái ngôi chùa mà chuyên tu mà đông người tu gì nè, mình nhập cảnh nhập duyên mình tu là phước đức công đức cực kỳ lớn, rất là lớn. Đó, phải nhớ. Nên mỗi một người mình đi đến đây cộng tu, mình chân thật nhiệt tình, từ công quả công phu nhiệt tình. Thí dụ như giờ mình ở nhà mình nấu ăn cho một hai người ăn thôi, nhưng mà mình ở đây mình nấu ăn cho bao nhiêu con người này ăn. Thí dụ như giờ quý vị bán hàng, bán được một người lời có một người, nhưng quý vị bán được 100 người thì lời được 100 người. Mình nấu cho một người thì lỡ một người, nhưng mình nấu cho 1000 người ăn thì lỡ 1000 người. Mình tu với một người thì chỉ có hai người là hai cái lực, còn mình tu với 1000 người là 1000 người cộng lực, 10000 người là 10000 cộng lực. Thì cứ nhân lên như vậy mà công đức phước duyên của mình lớn. Nên cái đại chúng là đức chúng như biển cả mênh mông là như vậy. Hiểu không? Đó, mình hiểu được những nguyên lý này rồi là tự nhiên quý vị biết rằng cái đạo tràng này nó điều chỉnh cái nghiệp duyên của quý vị luôn. Bây giờ những đức đọc 12 lời đại nguyện này các cụ, chúng ta cùng chắp tay lên để mình cùng đọc 12 lời đại nguyện, từ người sống cho tới người mất, củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ của mình hay hương linh thai nhi đều buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, để mình cùng phát nguyện niệm Phật để sanh cực lạc nha. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta đều phát nguyện đời này tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Để phát nguyện đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng cái. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.